Hello các bác và anh em nha. Trước mắt các bác này em đang thực hiện test những cặp loa full bass 25 để chuẩn bị lên đường cho khách. Ở đây thì sẽ có hai cặp loa lao vân gỗ bass 25, một bass 25 một chép kèn đấy. Và một cặp B3 ZS210. Hiện tại thì Doãn Hưng đang test một quả loa của cái dòng loa vân gỗ này. Tiếng đánh rất chắc, mạnh các bác nha. Bạn đánh rất mạnh, chép tươi sáng mịn. Cái dòng này nó sử dụng là từ 17, côn của nó là côn 73, 71, 73 đấy. Công suất rất là lớn. Chính vì thế mà anh em nghe, mặc dù bass 25 nhỏ gọn nhưng mà chất âm nó cho ra có cảm giác mạnh như 30 đấy các bạn ạ. Còn với cái dòng loa B3 này thì bình thường là được mệnh danh là bass đánh rất dày ấm mềm đúng không ạ. Và loa này họ thiết kế cũng từ 17 nhưng mà côn của nó là côn 76 cơ các bạn ạ. Côn 75-76, côn của nó còn lớn hơn cái dòng này. Nhưng mà Doãn Hưng cảm nhận cái dòng loa vân gỗ này, tiếng bass của nó vẫn còn dày ấm hơn, dày hơn. Đấy. Và tiếng chép thì tơi sáng mịn, tơi sáng hơn cả cái dòng loa B3 này các bác nhé. Nhiều khi chúng ta không so sánh trực tiếp ấy, là chúng ta không biết được. Đây thì Doãn Hưng lúc nãy đã mở cả hai dòng loa và đã nghe rất là kỹ. Nghe thực tế thì cảm giác loa vân gỗ này vẫn là mạnh hơn các bạn. Mạnh hơn này. Đánh tiếng dày hơn. Và đặc biệt là giải lời giải chép sáng bay hơn. Đây. Cái này thì các bác cũng phải nghe luôn xem có đúng như Doãn Hưng nói không nhá. Em vừa gài sang cái loa B3 ZS210 này. Khi test nhạc cái dòng loa B3 này thì Doãn Hưng cảm thấy tiếng của nó không còn được dày mạnh và chép cũng không mạnh bằng cái dòng loa vân gỗ bên cạnh này. Mặc dù là B3 là được thiết kế côn 75 đấy các bác nhá. Như vậy là có nhiều dòng loa chúng ta cứ phải test trực tiếp chúng ta mới biết được đúng không ạ. Nhiều khi chúng ta giới thiệu từng loại một để chúng ta không thể cảm nhận đấy hết được. Anh em nghe qua điện thoại thì chắc là cũng cảm nhận đến phần nào về chất âm của từng loại đúng không ạ? Các bác nghe qua điện thoại thì cũng phần nào thôi đúng không ạ? Chúng ta muốn cảm nhận tốt hơn thì phải đeo tai phone vào để mới cảm nhận tốt được. Và đơn hàng hôm nay thì là của hai bác khách. Một bác là ở Ba Đình, Hà Nội. Có số điện thoại cuối là 097. Bác lấy hai cặp. Sẽ gửi xe Mỹ Đình này. Bác này thì bác ấy là thợ nha. Bác ấy là thợ, bác ấy hay lấy hàng bên Doãn Hưng. Đây là em chỉ giới thiệu qua vậy thôi. Còn một bác là anh Tuấn. Bác này thì ở Điện Biên. Máy còn chưa cho địa chỉ cụ thể cơ. Còn số điện thoại là 0915 604 477. Bác này thì lấy cặp loa B3 ZS210. Do bác ở Điện Biên gửi xe khách nên là Doãn Hưng đã bao ship cho khách hàng. Còn bác này thì là thợ và lấy hai cặp thì đương nhiên là sẽ có giá tốt hơn. Bác ở Mỹ Đình, Hà Nội này thì bác lấy hai cặp loa full vân gỗ bass 25. Nãy giờ thì anh em đang nghe B3 đúng không ạ? B3 thì tiếng cũng rất là ok rồi. Nhưng mà
nó đừng còn cảm nhận tiếng nó còn không mạnh sáng bằng cái dòng loa phân phối này đâu. Đấy. Với những cái dòng loa B3 thì lúc nào chúng ta cũng được biết đến là cái dòng loa tiếng bass đánh dày ấm mềm. Khi chúng ta nghe loa vân gỗ này, nghe cảm giác nó còn đã hơn các bạn. Cũng mềm và dày ấm. Đặc biệt là tiếng chắp này sáng tươi hơn. Có lẽ là do cái dòng loa này nó được sử dụng cái phễu chắp bằng gang, bằng kim loại. Và miệng nó lại loe như thế này nữa. Miệng nó rộng, loe rộng nên là cái chất âm nó ra nó có độ leng keng tí tách hơn. Dòng này thì chắp của nó là chắp xin sừng các bạn nha. Loa này thì nó giống y chang cái dòng loa TB hoặc là Yango cũng là cái loại vân gỗ cùng gỗ như thế này các bạn. Không phải là cái loa này do đừng còn nhiều mà khen đâu các bác nhá. Loa này thì em cũng chỉ còn một đôi duy nhất dòng bass 25, còn bass 30 thì em còn 2 đôi. Hôm trước thì cũng đã lên đường 30 ghép dàn cho khách ấy. Mà cái đôi 25 còn lại này thì bát chép nó lại khác một chút các bác nha. Cái đôi còn lại này nó khác về phần bát chép, cả bát cả chép. Về cái thùng vách của nó, phân tần thì nó y chang nhau. Cái dòng này thì nó lại sử dụng cổ bát chép thương hiệu USA các bác nha. USA này đều có tem cờ USA này. Tên của nó là Fusion các bác nhé. Dòng bát chép thương hiệu USA, cờ USA này thì nhìn cái phần mặt trước thì nó giống y chang cái nội thất của cái cặp loa Doãn Hưng đang test kia, nhưng mà bên trong thì ôn từ nó khác một chút các bác nhé. Thằng này từ nó nhỏ hơn một chút. Nhỏ hơn một chút đấy. Cũng là phễu chép họng gang, nhưng mà thằng này phễu của nó là dạng phễu miệng tròn này. Phân tần thì y chang cái dòng này. Này phễu của nó này phễu vuông các bác nha. Nhiều chất lượng. Cái cặp này thì sẽ có giá tốt hơn một chút. Hai cặp này thì em hết nhạc để lên đường cho khách rồi. Còn lại mỗi một cặp duy nhất này thôi các bác nha. Có nào muốn loa công suất lớn khủng hơn thì bác tìm hiểu sang cái full 30 này cho em. Bát của RCF và chép của Sinition. Chép Sinition này nghe rất đã này các bác ạ. Con này mặc dù thùng nhìn nó khá là gọn, nhưng mà tiếng nó ra lại có nội lực mạnh mẽ. Tất cả đều zin đẹp các bác nhá, zin đẹp. Loa B3 bên em về cũng rất là mới, chất lượng, độ mới cao. Hàng bên Doãn Hưng thì luôn là hàng tuyển chọn, mọi thứ sẽ rất đẹp. Thôi các bác nhá, em xin phép các bác là dừng video. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho Doãn Hưng theo hai số này. Các bác có thể nhắn tin Zalo bên em tư vấn gửi hình ảnh. Bên em giao hàng toàn quốc, địa chỉ Doãn Hưng, Cao Xuân, Giao Thủy, Nam Định. Các bác ở gần có thể đến tận nơi để sưu tầm cho mình những mặt hàng uy chất lượng. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo nha. Rất cảm ơn các bác. Các bác chấm tặng các anh xin nút like nha. Hẹn gặp lại các bác.